Xin chào các bạn, tôi là Thanh Sơn ở cây cảnh trà hàng.com. Hôm nay tôi có cái lô giấy Mỹ, nó khoảng hơn 10 cây. Rất mong là các bạn nào mua thì xin ủng hộ nhà vườn chúng tôi bằng cách các bạn đăng ký và các bạn nhớ nhấn chuông để mỗi một lần clip của chúng tôi được đồng hành cùng các bạn. Đấy, cái cây hoa giấy ở trên bàn này của chúng tôi đấy thì là cái cây này nó có 300.000 thôi. Còn cái chậu thì không tính rồi, vì cái chậu này nó cũ, tôi nhặt nó sứt mẻ rồi, mà nó cũng lứt rồi. Nên là chúng ta mà vận chuyển cái chậu này thì giá thành nó cao lắm. Nếu các bạn muốn thì chúng ta chấp nhận chi cái tiền cho bên bưu điện người ta vào cái hàng dễ vỡ đấy, thì chúng ta vẫn giữ được cái chậu. Còn cái cây này ấy, tổng chiều cao của nó cả chậu lẫn cây là 40 phân, 40cm, và chiều ngang cây mà rộng nhất thì nó vào khoảng 26cm thôi. Cái đường kính cái củ này thì nó đây, tôi ngón tay cái tôi đây, có nghĩa là nó chưa đầy khoảng 2cm các bạn, 2cm. Cái cây này đấy thì là đây tôi quay như này để các bạn nhìn nó rõ. Cây này ấy, nó có cái đoạn là dễ nó bỏ cụt như này, nhưng đúng ra là sẽ cắt đến đây đi. Thế nhưng mà nếu chúng ta không muốn thì chúng ta vẫn cứ có thể để được, nên nó rủ xuống. Chúng ta có thể cắt cái đoạn này bỏ đi, không vấn đề gì. Thế đây tôi sẽ lấy một cây khác. Mà lấy một cái cây nó hơi dáng nó hơi ngàn làm ngang một chút. Cái này theo chúng tôi thì gọi là dáng huyền cũng được, vì nó cũng đã xuống khỏi miệng chậu một chút rồi. Cái cây này mã số của nó là 291, tiền nó là 500.000. Cái chậu này bằng nhựa, đâm ra là không tính tiền các bạn. Thế còn cái cây này đấy thì đường kính chỗ rễ to nhất nó là hơn 3cm, gọi 3cm. Và chiều cây làm ngang thì là 45cm, 43 thôi. Tổng chiều cao của cây thì là có 24cm thôi. Cây này thì nó hơi huyền một chút và nó cũng đang điểm hoa. Và hoa cũng hơi nhạt nhạt màu là vì tôi để vào trong nhà chơi gần tuần rồi. Đấy, nên các bạn có thể đem hoa giấy vào trong nhà chơi một thời gian. Khi nào các bạn thấy hoa nó nhạt màu quá thì chúng ta có thể chuyển hoa ra ngoài. Bây giờ tôi có một cây nhỏ nhỏ thôi. Cái chậu này bằng sành, nhưng cái chậu này cũng rẻ tiền lắm các bạn. Cái chậu không tính tiền đâu. Mã số cái cây này là 351. Đấy, cây này 400.000 các bạn. Cái chậu không tính tiền đâu. Cái cây này đấy thì nó mọc mầm lên là từ rễ các bạn. Cái đoạn thân này tôi cắt bỏ đi rồi. Nếu mà có điều kiện thì chúng ta có thể cắt dần nốt đi đốt. Bỏ hẳn cái đoạn thân đi. Nó mọc mầm lên từ rễ rồi. Đấy, đây là từ rễ nó mọc lên cái cành này rồi. Nên chúng ta có thể chơi dễ hoàn toàn luôn. Cái cây này thì là chiều cao của nó thì cả chậu lẫn cây là 30cm. Chiều rộng của cây là 18cm. Chiều rộng nhất ấy. Cây này 400.000 các bạn ạ. Rất mong là các bạn xem kênh mà thấy có thích thú hoặc là cảm thấy cái cây của chúng tôi cũng một phần nào đáp ứng được cái tinh thần xem cây của các bạn ấy, thì rất mong các bạn ủng hộ nhà vườn chúng tôi bằng cách các bạn nhấn chuông hoặc các bạn đăng ký kênh ấy, để mỗi lần clip của chúng tôi đăng lên lại được đồng hành cùng các bạn. Cái cây này gọi là cây này nó mục thân các bạn. Thế tôi đang nhổ một ít cỏ đi để cho nó lộ rõ. Nói là nó mục thân thì không đúng, mà cái cây này là thân nó gọi là bóc vỏ thân rồi, nó dạng như là gỗ khô ấy. Thế nhưng mà đoạn trên này vẫn mọc mầm xanh tốt bình thường các bạn ạ. Nó không ngại cái cây này, chỗ này là bị bóc vỏ rồi. Đấy. Nhưng mà thân nó vẫn là thân gỗ. Đấy, nó mọc từ cái đoạn các bạn thấy không? Rõ ràng là khô mọc nó. Đoạn rễ ở đây và đoạn thân này không còn tí vỏ nào. Thế còn chỗ này là vẫn mọc mầm lên bình thường. Cây này mã số của nó là 350. Trị giá của nó là 400.000. Cái này là nói là cái bầu rồi. Rất dễ vận chuyển mà cây cũng đang điểm hoa. Nói chung hoa này cũng cùng lứa với những cái cây trước tôi nói là nó vào trong nhà mất khoảng gần tuần rồi. Nên mà hoa nó nhạt màu đi một chút. Bây giờ tôi có cái cây này, mã số của nó là 368. Cây này 1,5 triệu các bạn ạ. Cái này bằng cái nhựa bịch rồi. Nên cái cây này các bạn, là tôi theo tôi là tôi quý nó ở chỗ này, tôi đã bóc hết vỏ thân của nó rồi. Coi như cây này là như cây gỗ khô luôn. Cái đoạn tay tôi cầm này. Đấy các bạn cầm tay này các bạn thấy này. Cái đường kính của nó thì các bạn nắm được rõ rồi. Nó khoảng 3 phân. Nhưng mà đây là cái đoạn trên này thì nó có vỏ. Nhưng mà từ cái đoạn này, khi tôi lấy cây ra nó mọc được cái mầm này lên là tôi đã bóc hết vỏ rồi. Không còn vỏ thân luôn các bạn. Nhưng mà trên vẫn xanh tốt.
hoa rất là rực. Vì cái cây này đấy chúng tôi gọi là tán lơm ấy, thì nó rực lắm, nhiều hoa lắm mà dày răm chi chít luôn. Thế các bạn thấy hoa cây đấy nó rất là đậm màu đúng không? Thế còn cái cây này ấy, của tôi lúc tôi có giới thiệu cái cây này ấy, nhưng mà cái cây này chốc tôi ấy là cái cây hoa nó nhạt hơn đấy. Cây này là tôi để trong nhà hàng tuần rồi, gần tuần. Còn cây này là vừa ở ngoài trời, ở ngoài vườn. Nên tôi bê vào thì đấy thì là hai cái cây màu hoa các bạn thấy nó khác nhau. Nó khác nhau như này, chúng ta nghĩ rằng là cái cây chúng tôi có màu hoa khác nhau nhưng không phải đâu. Do ánh sáng ở trong nhà nó yếu thì nó nhạt màu đi các bạn. Đấy. Cái cây này tổng chiều cao của nó tôi đo xem là nó 75 cm. Rộng nhất của tán của nó là 35 cm thôi các bạn. Đường kính gốc thì nó khoảng 3 phân, hơn 3 phân. Nó dẹp, tức là có chỗ 4, chỗ 3. Đấy, có chỗ 3 này, đấy, chỗ 4. Mà cái thân này ấy, là các bạn chơi nó như là gỗ lũa, trông như kiểu gỗ lũa. Chúng ta bóc vỏ thân cây cũng là cả một quá trình. Những cái cây mà được bóc vỏ thân như này mà vẫn sống, vẫn phát triển đẹp ấy, là một cái cây cũng mất công tương đối. Các bạn sau này có thể bóc vỏ thân ấy, thì chúng ta bóc từ từ thôi. Nếu chúng ta bóc đột ngột quá thì cây nó sẽ không phản ứng được, và nó sẽ dẫn đến tử vong mất cái cây bonsai của chúng ta. Nhưng cây này đã bóc được rất lâu rồi. Đấy, cái này gỗ nó đã còn trông rõ các cái vân gỗ nổi lên đó, mà không có vỏ. Đấy, một cái cây là khá đặc biệt ở trong vườn của chúng tôi. Cây này mã số của nó là 368, trị giá là 1,5 triệu. Bây giờ tôi có cái cây này số mã số của nó 362, trị giá là 400.000. Cái chậu này chắc là nó khoảng 150. Nhưng mà thường thường cái chậu này nó vừa xấu mà nó lại vừa vận chuyển đắt tiền. Nên cái tiền vận chuyển đắt tiền nên nhiều lúc tôi cũng không muốn ghi cái tiền vào đây nữa. Thế là có một số cái cành nó xấu thì tôi cắt tạm vào đi. Cái hoa này, cây này thì nó cái hoa này nó cũng cành này là nó có hoa nó đẹp thật, nhưng mà đúng là nó phải cắt ngắn như thế này. Cái cây này thì rễ của nó bé thôi. Khoảng 1,5 phân cái rễ thôi, nó dài như con hươu cao cổ các bạn. Cây này là nó chơi mà nó cũng dị dị một tí, nó gọi là quái quái. Chúng ta cây này có 400.000 thôi, không phải chứ không có chậu các bạn. Cái chậu này mà vận chuyển nó cũng đắt, về các bạn có thể tìm cái chậu đẹp hơn. Cái tổng chiều cao cái cây này cả chậu lẫn cây luôn là 52 cm. Chiều rộng của cây nếu rộng nhất là vào tầm 24 cm thôi, 24-25. Đây tôi có cây tiếp theo, cây này cũng là dạng mọc lên từ rễ. Cái đoạn thân của nó mục rồi, nói nó mục cũng đúng mà nó vẫn kiểu dạng gỗ khô. Đây, cái đoạn này là gỗ khô. Đoạn này là gỗ khô, nhưng mà rễ của nó vẫn đẹp lắm. Đấy. Và nó mọc mầm lên đây, chỗ này là từ rễ các bạn. Hoàn toàn là cây này chúng ta không có thân, mà mọc mầm lên hoàn toàn từ rễ luôn. Cây này mã số của nó là 353, trị giá của nó là 500.000, chậu của nó bằng nhựa rồi. Các bạn thấy cái đoạn thân này nó có mục tí nhưng mà trông rất là đẹp. Hoa đang lở nhiều. Vì chúng ta cứ cái cành giấy đấy mà chúng ta để vượt nhiều thì nó rất dễ ra hoa. Vì cây bonsai chúng ta ức chế chúng nó bằng cách là ta cắt tán gọn liên tục ấy, thì lượng hoa nó cũng không thể nhiều bằng cái hoa mà chúng ta để cành vượt. Tất nhiên cây bonsai thì không lên để cành vượt nhiều. Nhưng thôi cây này đang có hoa tôi cũng không muốn xé nó đi. Cây này 500.000 các bạn. Đấy, cái cây này nó có cái dáng rễ rất là đẹp. Nếu mà các bạn thấy rễ con mà các bạn không thích thì các bạn có thể là bỏ bớt nó đi cũng được. Để lại ba rễ to thì cũng được. Bây giờ tôi có một cái cây này. Cây này thì cái chậu này thì nó là 200.000 cái chậu. Còn cây là 1,5 triệu. Mã số của cây này là 314. Cây này đấy thì các bạn nên chơi mặt này đẹp hơn. Các bạn chơi hơi chênh chếch như này. Đấy, tôi bỏ bớt cái lá ở thân này đi, vì cái lá này nó che thân thì nó sẽ làm xấu, không lộ được cái thân. Cái gỗ khô này có thể chúng ta cắt bớt đi để cho nó xuôi xuôi. Cái cây này dáng rễ của nó rất là đẹp, mà cái thứ hai nữa là cái đường kính rễ của nó đấy, chỗ to nhất đấy, nó phải cả hai rễ chập vào, nó phải là 6-7 cm. Mà cây này đấy thì cái phần rễ cũng là chính thôi, không có phần thân đâu, nó mọc lên từ rễ rồi các bạn. Chỗ này điểm mọc và rễ là sát luôn rồi.
Nên là cây này nó không có thân mà nó chỉ mọc lên từ rễ thôi. Giấy Mỹ ở vườn chúng tôi hay hay sử dụng rễ là chơi thành thân luôn. Cây này đấy hoa cũng nhiều đúng không các bạn? Cũng những cái hoa mà nó lở có cái nhụy trắng này, đây mới là thực sự là lở hoa này. Thế còn những cái mà nó chưa đẩy cái nhụy trắng thì là chưa phải là bông hoa đâu. Bông hoa nó có cái nhụy trắng này thì đấy mới là lở. Thế nên còn những cái mà nó chưa ra nhụy trắng thì chưa gọi là lở, mà hoa màu tím đỏ này cũng hơi nhạt nhạt màu rồi đúng không các bạn? Cái này tôi cũng để trong nhà gần tuần rồi, 5-6 ngày gì đó. Thế mà nó vẫn chơi trong nhà được. Các bạn có thể bê vào trong nhà chơi, mà các bạn có mấy cây chúng ta có thể đổi nhau, chúng ta chơi trong nhà vừa thay đổi không khí và thay đổi dáng cây trong nhà, và chúng ta lại cây lại sống an toàn hơn. Thế còn tôi đo tổng chiều cao cả cây và chậu là 51 cm. Tôi cứ đo cả chậu sang bên này dài hết cây là 40 cm. Còn chậu này chiều bé của nó là 25 cm. Rất mong là các bạn ủng hộ chúng tôi mua cây giúp nhà vườn chúng tôi. Các bạn ủng hộ chúng tôi thì các bạn đăng ký kênh để hoặc nhấn chuông để mỗi một lần clip của chúng tôi đăng lên lại được đồng hành cùng các bạn. Rất là cảm ơn các bạn mà đã đăng ký hoặc là theo dõi kênh của chúng tôi. Bạn là người yêu cây, bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng cây cảnh Trà Hàng trên Facebook. Hãy đúc chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé.